trong chủ đề chứng khoán và đầu tư. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhìn một góc nhìn khác, ranh giới giữa đầu tư và đánh bạc. Làm sao để phân biệt được giữa đầu tư hay đây là một trò chơi cờ bạc? Tại sao mình lại nói chuyện về chủ đề chứng khoán hay là đánh bạc, ranh giới giữa nó là gì? Thực tế là trên mạng hay trên các diễn đàn chứng khoán, mọi người thường chửi bới nhau, thường mắng nhiếc hay chửi vào cuộc đời. Chắc chắn rằng đó là bởi vì họ đã thua lỗ rất nặng, đã không kiềm chế được bản thân và họ chửi bới cho bỏ tức. Họ bảo rằng phần lớn mọi người, những người thua lỗ thì đều chửi rằng thị trường chứng khoán là cờ bạc. Vậy thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem thị trường chứng khoán, đầu tư hay là đánh bạc, ranh giới giữa nó là gì? Liệu có ranh giới hay không? Hay lại là rất mập mờ? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Đầu tư chứng khoán là một kênh đầu tư hợp pháp, có luật pháp rõ ràng, nhà đầu tư được pháp luật bảo vệ. Thị trường chứng khoán là một kênh dẫn vốn, kênh kêu gọi vốn, kênh đầu tư chính thức và lớn nhất trên tất cả các nền kinh tế trên thế giới. Và lớn nhất ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là Mỹ. Nó là thời biểu luôn của bất kỳ một nền kinh tế nào. Khi nhìn vào nền kinh tế, người ta chỉ cần nhìn vào thị trường chứng khoán là có thể hiểu được mức độ phát triển của nền kinh tế. Còn nói về khía cạnh pháp luật bảo vệ, ở đây câu chuyện là như nào? Là các nhà đầu tư được luật chứng khoán bảo vệ. Bảo vệ như thế nào? Đó là nó các điều khoản, các điều luật trong đấy rất là rõ ràng. Ví dụ như ta có thể nhìn qua một ví dụ đơn giản, đó là câu chuyện của ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán, đấy, đã bị bắt. Rồi câu chuyện của Tân Hoàng Minh lừa đảo nhà đầu tư mua trái phiếu, tất cả đã được pháp luật bảo vệ, các nhà đầu tư đã được hoàn tiền. Đó, chúng ta rõ ràng là phải nhìn thấy một điều chắc chắn rằng đầu tư chứng khoán là một kênh hợp pháp, chính thức, không phải cờ bạc. Vậy thì tại sao có rất nhiều người ở trên mạng, trên cộng đồng, mọi người lại nói rằng thị trường chứng khoán là cờ bạc? Có lẽ là bởi vì những lời đồn về sự kỳ vọng của mọi người về những mục tiêu làm giàu nhanh chóng, lợi nhuận 100%, 200%, 300%, nhân 5, nhân 10. Đó là những hội nhóm trên mạng, trên những nhóm về chứng khoán, nhóm riêng tư, họ thúc đẩy cái tâm lý kỳ vọng vào những mục tiêu ảo nhân 5, nhân 10. Đó là một điều gì đó rất vô lý. Nó sẽ đánh trúng tâm lý cờ bạc, ăn thua. Có thể nói rằng cái tâm lý kỳ vọng nhân 5, nhân 10 ấy cũng một phần là do các hội nhóm họ có mục tiêu là thao túng thị trường, thao túng cổ phiếu. Tất cả đều có mục đích hết. Mục đích thao túng ấy nó sẽ mang lại lợi nhuận cho những kẻ cầm đầu ấy. Nó đánh trúng cái tâm lý thắng thua, giàu nhanh. Trên nhiều báo chí có nói đến thị trường chứng khoán, cổ phiếu, đầu tư cổ phiếu, đầu tư chứng khoán là một kênh đầu tư hiện đại, kênh tiềm năng. Thực sự là không phải chữ tiềm năng mà nó là thực tế. Nó là một kênh kêu gọi vốn, kênh đầu tư có lợi nhuận và nó đã có cả trăm năm nay. Mặc dù ở Việt Nam chúng ta một nền kinh tế mới thì nó mới chỉ có hơn 20 năm, nhưng trên thế giới nó đã có cả trăm năm rồi. Vì vậy nó không phải là mới, không phải là tiềm năng nữa, mà nó là kênh đầu tư thực sự mang lại lợi nhuận. Vậy thì tại sao rất nhiều người bị thua lỗ
và quay lại nói rằng đầu tư chứng khoán là cờ bạc, là đánh bạc. Thực tế thì câu chuyện đó chúng ta cần phải hiểu đúng về thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán để đầu tư cho đúng, để tránh đi vào cái vết xe đổ và chúng ta lại nói rằng nó là cờ bạc, nó là đánh bạc. Thì ta cần phải nhìn vào mấy góc độ. Thứ nhất là phải trang bị kiến thức cho bản thân mình. Ở đây chúng ta phải trang bị về kiến thức về đầu tư. Kiến thức về đầu tư nó sẽ gồm kiến thức về tài chính, kỹ năng đầu tư, về thị trường, kinh tế vĩ mô, về doanh nghiệp, về tâm lý đầu tư. Nó có rất nhiều câu chuyện trong đấy. Nhưng về cơ bản, chúng ta cần có về kiến thức về đầu tư này, về kỹ năng đầu tư này, hiểu về kinh tế vĩ mô. Kinh tế vi mô chính là doanh nghiệp. Tức là bạn có hiểu về doanh nghiệp bạn đang đầu tư hay không? Hay bạn lại nghe người ta phím về ba chữ cái? Đấy, thứ hai, thứ một cái nữa, cái cuối cùng đó chính là tâm lý trong đầu tư. Là chúng ta đầu tư độc lập hay bị thao túng tâm lý. Đấy, chúng ta cần phải hiểu một cách rất quan trọng về cái tâm lý đầu tư này, là chúng ta đang bị thao túng hay chúng ta mua là vì bị thao túng tâm lý, chúng ta bán cũng vì tâm lý thì rõ ràng là không được rồi. Chúng ta phải mua cổ phiếu, đầu tư cổ phiếu dựa trên những phân tích kỹ thuật, phân tích thị trường, phân tích doanh nghiệp. Đó chính là phân tích cơ bản về doanh nghiệp này, phân tích về thị trường, về kinh tế vĩ mô, về điều kiện kinh tế này, rồi những biến động kinh tế nó xảy ra này, để chúng ta lựa chọn cổ phiếu với những tầm nhìn của doanh nghiệp nó có phù hợp với quan điểm của mình hay không. Đấy, rồi chúng ta có đọc được báo cáo tài chính của doanh nghiệp hay không. Đấy, thì câu chuyện nó là những vấn đề như vậy. Vậy thì một câu hỏi lớn đặt ra là thế nào là đầu tư, mà đầu tư thế nào là đúng để tránh cái gọi là cờ bạc, đánh bạc trên thị trường chứng khoán. Ở đây mình có gợi ý một vài cái tiêu chí đơn giản trong đầu tư. Thì chúng ta cần phải là một người khá là người, là một người phải hiểu biết. Nói một cách chính xác là một nhà đầu tư. Thế nên là một người phải hiểu biết. Chính vì vậy mà những người đầu tư thành công luôn luôn được ca ngợi ở trên thế giới, ở trên bất kỳ một nền kinh tế nào. Họ luôn được ca ngợi là một nhà đầu tư đại tài, vĩ đại này nọ. Bởi vì họ phải là những người trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Thực sự là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì họ phải biết cách phân tích doanh nghiệp, hiểu doanh nghiệp, tầm nhìn doanh nghiệp, sứ mệnh của doanh nghiệp. Đó là những người đầu tư thực sự lâu dài. Rồi họ hiểu về sản phẩm của doanh nghiệp, hiểu về lãnh đạo doanh nghiệp. Đó chính là những người đầu tư có tầm nhìn. Tiếp theo, họ lại hiểu về thị trường, tức là nền kinh tế, với những chính sách kinh tế như thế nào. Họ nắm được các chính sách kinh tế để hiểu được những biến động và những nguy cơ, những rủi ro, những mất mát có thể xảy ra. Đơn giản như là vấn đề chính trị, nó cũng liên quan đến kinh tế. Các vấn đề về chiến tranh Nga-Ukraine, rồi biến động giá dầu, rồi các vấn đề về công nghệ thay đổi trên thế giới, nó cũng sẽ thay đổi theo, doanh nghiệp phải thay đổi theo, và nó sẽ làm thị trường cũng thay đổi theo. Một cái yếu tố quan trọng nữa và cuối cùng, đó là kỹ năng quản lý vốn. Cái này thì có lẽ là phải học, phải học, bởi vì không ai tự nhiên có được cái này. Nó là một bài học lớn cho tất cả mọi người. Quản lý vốn, đầu tư bao nhiêu, chấp nhận rủi ro bao nhiêu, quản lý danh mục đầu tư như nào, chia danh mục đầu tư ra làm sao. Nó là một bài học rất lớn trong đầu tư chứng khoán một cách chính thức và hiệu quả, để không thể gọi là đánh bạc trên thị trường chứng khoán. Vậy thì đầu tư như thế nào để hiệu quả và chiến thắng, và để không phải nói rằng
thị trường chứng khoán là đánh bạc, là cờ bạc. Mình xin chia sẻ kinh nghiệm ngắn gọn. Thực tế thì thị trường chứng khoán đầu tư để làm một nhà đầu tư chứng khoán thực sự là khối lượng kiến thức rất lớn, không bao giờ là đủ. Nên chúng ta phải giữ một thái độ luôn luôn học hỏi, tham gia các hội nhóm. Chúng ta phải tìm kiếm các hội nhóm nghiêm túc để học hỏi. Thực sự là mình tham gia một vài hội nhóm, mình cũng chọn lọc những hội nhóm nghiêm túc, để chỗ đấy là những chỗ chia sẻ kiến thức, thông tin hữu ích với nhau. Còn các cái nhóm mà liên quan đến thao túng tâm lý, rồi thao túng nhân 5 nhân 10, kiếm lợi nhuận theo kiểu nhân 5 nhân 10, thì thực tế là mình không tham gia. Nếu có chăng mình chỉ ngó qua để xem thiên hạ nó đang thao túng cái gì để tránh. Đây là mẹo nhé. Chúng ta có thể join vào các nhóm đấy không phải để học hỏi, mà là để nghe ngóng xem thiên hạ nó đang thao túng cái gì. Chính là lúc đấy mình cần phải tránh những cái cổ phiếu đấy. Một cái nữa, đó là chúng ta cần phải học cái tính kiên nhẫn. Bởi vì đã gọi là đầu tư, không thể nào có chuyện ngày mai nhân 5 nhân 10 được, hay là có thể tạo lợi nhuận 10-20% ngay được. Chúng ta chắc chắn rằng đầu tư chúng ta phải kỳ vọng rằng nó phải có lợi nhuận lớn hơn là gửi ngân hàng thì chúng ta mới đầu tư. Đó là điều chắc chắn. Chứ không thì bỏ vào ngân hàng cho nhanh, gọn gàng. Thế nhưng mà chúng ta phải kiên nhẫn, bởi vì chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta rót vốn vào thị trường, vào một cổ phiếu nào đó, chính là ta rót vốn vào một doanh nghiệp. Mà để tạo ra lợi nhuận theo nguyên lý thì doanh nghiệp ấy họ phải kinh doanh, họ phải có chiến lược, họ phải có sản phẩm, họ phải có tầm nhìn, họ phải có doanh thu. Và họ phải, và đơn giản nhất rằng làm sao để cho doanh nghiệp ấy, cái lợi nhuận doanh nghiệp, chúng ta phải nhìn vào cái lợi nhuận dòng này, cái ROA này, ROE này của doanh nghiệp ấy nó là bao nhiêu, mỗi năm lợi nhuận của họ là bao nhiêu. Đó chính là cái kết quả cuối cùng nó sẽ ảnh hưởng sang cổ phiếu của chúng ta. Vì cổ phiếu chính là kỳ vọng và tương lai của doanh nghiệp. Một trong những lưu ý tiếp theo nữa mình muốn nhắc đến, đó là chúng ta cần phải đặt một cái mục tiêu phù hợp. Mục tiêu ở đây là gì? Tức là kỳ vọng vào cái lợi nhuận của khi chúng ta đầu tư ấy. Mục tiêu sao cho nó phù hợp với năng lực của mình, phù hợp với cái bối cảnh thị trường này, phù hợp với cái hoàn cảnh mình đang có. Nói đúng hơn là như thế. Khi nếu chúng ta đặt cái mục tiêu quá lớn như 5 nhân 10 hay nhân 2 nhân 3, chúng ta sẽ dễ thất vọng và sinh ra tâm lý cờ bạc ở chỗ này. Vì vậy chúng ta hãy đặt kỳ vọng là 20%, 30%. Đó cũng chính là cái mục tiêu mà cũng không phải là mục, mà cũng chính là cái thực tế mà các cái quỹ đầu tư, các quỹ ETF họ cũng luôn luôn cố gắng duy trì cái lợi nhuận 20-30% cho các nhà đầu tư. Chúng ta cũng phải nhìn vào câu chuyện thực tế như thế. Một trong những lời khuyên cuối cùng, đó là ai cũng có công việc của mình, ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Bạn có thể có tiền, có vốn, ở đây chính là vốn, nhưng bạn không có nhiều thời gian, bạn cũng không có đủ kỹ năng, bạn cũng không có nhiều kiến thức về thị trường, về tài chính, về doanh nghiệp. Có rất nhiều vấn đề ở đây. Thì câu chuyện là thực tế trên thị trường người ta có những mentor để hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Hay chúng ta có thể nhìn thấy trong thực tế là cái những người mà ở cái tầng lớp thịnh vượng, wealth, thì họ bao giờ cũng có những cố vấn tài chính. Những người ấy họ sẽ cố vấn cho những người, cho những ông chủ đấy về đầu tư, về quản lý tài chính, về các gói quản lý. Từ ấy nó sẽ có câu chuyện là mang lại hiệu quả cho người ta, để người ta còn tập trung vào công việc chuyên môn của họ. Họ đang là doanh nhân, họ đang là, ví dụ như đơn giản, họ đang là ca sĩ, họ đang là diễn viên, họ đang là một ngôi sao, một KOL nào đó, họ đang giỏi lĩnh vực chuyên môn của họ.
họ cần phải có người hỗ trợ liên quan đến quản lý tài chính, quản lý đầu tư. Như thế nó sẽ mang lại hiệu quả cho các ông chủ, bà chủ. Ở đây câu chuyện thì bạn có thể không ở mức độ lớn và giàu có như vậy, nhưng bạn có thể tìm kiếm các gói hỗ trợ nhỏ dành cho mình, các mentor, và trả phí một khoản phí phù hợp để có được những lời khuyên đầu tư hợp lý và nhận được những cảnh báo hợp lý ở những thời điểm hợp lý sẽ mang lại thành công cho bạn. Video này của mình là một vài chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư chứng khoán. Nhìn nhận thị trường chứng khoán là một kênh đầu tư chính thức, hợp pháp. Ranh giới giữa đầu tư hay là đánh bạc trên thị trường chứng khoán hoàn toàn phụ thuộc vào chính chúng ta, vào cách chúng ta nhìn nhận, vào cách chúng ta đầu tư. Để đầu tư một cách chính thức và đúng nghĩa của từ đầu tư thì chúng ta cần kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của bản thân mình. Kiến thức thì phải học, kinh nghiệm cần có thời gian, trải nghiệm cũng cần có thời gian và thực tế chinh chiến ở trên thị trường. Phải nói là trong đầu tư này rất thú vị. Nếu bạn là người yêu thích về kinh tế, về đầu tư, là người thích khám phá, sẽ là cơ hội cho bạn để học tập và chia sẻ rất nhiều điều thú vị. Hãy tìm kiếm một hội nhóm và cùng tham gia. Và bạn cũng có thể tham gia cùng mình, cùng chia sẻ. Mình cũng có một nhóm nhỏ thì với mục đích là chia sẻ, không a dua, không hô hào. Thế nhé, cảm ơn bạn đã xem video. Chúc các bạn một ngày may mắn và thành công.